Xin chào tất cả mọi người nhé. Xin tự giới thiệu, em là Tài, chủ của trang trại Nhung Hiêu Sao Tín Tài. Thì hôm nay là đích thân Tài đang làm một cặp nhung để làm sạch lông để ngâm rượu cho khách. Thì nhân tiện đây thì Tài cũng sẽ quay một cái video để chia sẻ một chút về cái sản phẩm của trang trại, đấy chính là nhung hiêu tươi. Thì như mọi người biết được ấy, thì nếu mà tìm hiểu về nhung hiêu thì chắc chắn sẽ biết đến trang trại Tín Tài. Thì vì trang trại Tín Tài cũng là một trang trại là đi đầu trong cái quá trình nuôi hiêu từ rất là lâu rồi. Đấy, thì trang trại là chủ yếu tập trung là cung cấp các sản phẩm nhung hiêu tươi nguyên cặp, vận chuyển đến mọi người là cũng đang còn tươi nguyên như này. Những cái khách mà nhờ trang trại làm này thường là các anh đã lấy lần thứ hai, lần thứ ba tin tưởng rồi, thì nhờ trang trại làm thì trang trại mới làm giúp thôi. Còn lại là khi mọi người mà lần đầu tiên đặt ấy, để đảm bảo uy tín và cũng để cho mọi người yên tâm về cái chất lượng, thì trang trại cắt xong chỉ bịt cái vết cắt lại thôi và sẽ giữ là nguyên tươi, nguyên lông, nguyên huyết như vậy. Về hướng dẫn tự tay mọi người làm sơ chế ở nhà để mọi người yên tâm nhất. Đấy, thì như mọi người đang nhìn thì làm rất đơn giản thôi, mọi người làm sạch lông cũng rất là dễ thôi. Thì trang trại là cũng sẽ là tư vấn chi tiết cái cách sơ chế cũng như là cái cách sử dụng để cho mọi người chúng ta làm ở nhà này chúng ta yên tâm nhất. Thì hôm nay ở cái video ngày hôm nay thì Tài muốn làm một cái chủ đề về người cao tuổi, tức là tại sao người có tuổi, người già nên sử dụng nhung hiêu sớm. Đây là một cái câu hỏi, đây là cũng là một cái lời khuyên mọi người nhé, lời khuyên của các vị ở bên Đông y và cũng là nghiên cứu từ các y của Cổ viện Y Dược. Thì trước đây ấy, thì người ta đã cho biết rằng là dùng nhung hiêu tươi cho cái người cao tuổi nó không chỉ là giúp cái sức khỏe nó tốt đâu, mà nó còn giúp được là duy trì cái trí nhớ minh mẫn, cái tinh thần tốt, mà còn nó còn giúp cho mọi người là giúp được là ích huyết và bổ máu, cải thiện rõ rệt các chức năng liên quan đến cái bệnh thiếu máu ở người già như đau mỏi, mất ngủ, người yếu mệt, rối loạn hệ tiêu hóa. Vì vậy nên nếu mà sử dụng được cái nhung hiêu sớm ấy thì mọi người tránh được những cái nguy cơ mà đột quỵ mọi người nhé. Đột quỵ ở những cái người có tuổi ấy, thì mọi người dùng nhung hiêu được thì cái sức khỏe cũng rất là tốt lên, mà tránh được những cái bệnh mà giống kiểu là nó lấy đi sức khỏe, lấy đi đôi khi là mạng sống của mình ngay lập tức. Đấy là chính là cái đột quỵ. Thì cái việc sử dụng nhung hiêu là rất là tốt và cần thiết. Nếu như mọi người có điều kiện, chúng ta nên sử dụng, tìm hiểu và sử dụng nhung hiêu sớm. Ở cái độ tuổi tầm khoảng 35 trở đi thì có thể là độ tuổi coi là nhiều tuổi rồi đấy mọi người. Tuy nhiên là cái nhung hiêu này thì trẻ nhỏ từ 2 tuổi trở lên cũng có thể sử dụng được rồi. Tuy nhiên là ở video này Tài đang muốn nói là mọi người nên sử dụng sớm. Nên sử dụng sớm chứ không phải là cứ để già hẳn mới sử dụng. Thì cái việc mà sử dụng nhung hiêu thì cũng rất nhiều được các bác, các ông, các chú sử dụng. Tại vì khi mà cái tuổi già đi ấy, thì cái sự mà ví dụ chúng ta ăn một bát cơm, người bình thường có thể là hấp thụ được 80% cái bát cơm đấy chẳng hạn. Thì cái người già chỉ hấp thụ được tầm khoảng 20-30% thôi. Chính vì vậy nên chúng ta mới cần cái sản phẩm, cần những cái sản phẩm tốt, bồi bổ sức khỏe để chúng ta sử dụng thêm. Và cái sản phẩm nhung hiêu này là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời để làm được cái điều đấy. Đấy nên là mọi người cân nhắc chúng ta nên sử dụng càng sớm càng tốt. Và cái nhung hiêu này thì trang trại giới thiệu luôn là trang trại Tín Tài là tại Quỳnh Lưu, Nghệ An, là trang trại có thể gửi được tươi toàn quốc luôn. Và ưu tiên mọi người có thể là liên hệ với trang trại, đặt lịch là về trực tiếp trang trại để cắt trực tiếp trên đầu hiêu và gửi tươi nguyên như vậy, thì trang trại cũng gửi tươi về đang còn nguyên như vậy để mọi người yên tâm nhất. Về cái sử dụng thì nó cũng rất là dễ thôi. Các chú mà uống được rượu thì chúng ta ngâm rượu. Các cô, các bác mà không uống được rượu thì chúng ta có thể là sắt lát ra ngâm mật ong hoặc là nấu cháo hầm cách thủy để sử dụng. Đấy, thì cái video hôm nay Tài cũng làm ngắn, xúc tác là gọi là ngắn gọn.
để chia sẻ để mọi người hiểu hơn về cái sản phẩm. Thì cái quá trình mà làm lông nhung như này Tài làm rất là tỉ mỉ, khách nhờ mà, khách nhờ thì mình đôi khi còn phải làm cẩn thận hơn, làm đúng cái tâm của mình, làm cẩn thận hơn cả làm cho mình dùng ấy. Và mọi người yên tâm là khi mà nhung hiêu trang trại cắt ấy, thì sẽ là cái nhung mà chất lượng nhất đến với mọi người. Trang trại đặt cái chữ tâm và cái uy tín của mình lên hàng đầu, vận chuyển đến mọi người các sản phẩm là bao giờ cũng là tốt nhất mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã đón xem video này. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Ở phần cuối video thì Tài xin giới thiệu đến tất cả các anh chị cô chú bác một cái sản phẩm, đấy là cái sản phẩm nhung hiêu ngâm mật ong sẵn của trang trại nhung hiêu sao Tín Tài. Thì hiện tại là trang trại Tín Tài đây là đang nhung hiêu đây là đã thái lát sẵn này, nhân sâm tươi Hàn Quốc loại 6 củ 1 kg, chuẩn loại sâm 6 năm cũng đã thái lát sẵn. Đấy thì cái bình này thì bình là bình 1 lít mọi người nhé. Thì trong bình này thì trang trại là có ngâm là có 100g nhung hiêu tươi thái lát, 100g nhân sâm tươi Hàn Quốc và 0,8 lít mật ong rừng. Thì trực tiếp các em đang làm đây, thì cái mật ong rừng đây là mọi người nhìn cái nước mật ong ấy, nó chất lượng hẳn luôn. So với nếu chúng ta dùng cái mật nuôi, chúng ta nhìn sang cái mật ong rừng này thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái tác dụng, tức là cảm nhận được cái chất lượng của nó. Đây Tài quay sát luôn cái nước mật cho mọi người nha. Thì cái nếu như về sức khỏe ấy, mọi người dùng một cái bình ngâm mật ong này thì cũng sẽ là cải thiện sức khỏe rất là nhiều. Đây là cái bình mà trang trại muốn chia nhỏ sản phẩm để cho tất cả các anh chị cô chú bác mà muốn dùng thử, hay chúng ta không có thời gian để chúng ta làm thì có thể là sử dụng cái sản phẩm này luôn. Thì bình ngâm thì có giá là 2.600.000 một bình và trang trại Tín Tài vận chuyển toàn quốc. Các anh chị cô chú bác mà đã yên tâm theo dõi trang trại Tín Tài rồi thì có thể đặt một cái bình này về để ngâm thử. Còn nếu như mà chúng ta vẫn muốn yên tâm nhất thì hãy liên hệ với trang trại để nhận một cái cặp nhung hiêu tươi. Trang trại chỉ cắt xong chỉ bịt cái vết cắt lại thôi và gửi tươi nguyên như vậy để về mọi người tự tay mọi người làm để yên tâm nhất về cái sản phẩm. Và cái sản phẩm này thì trang trại Tín Tài là làm sẽ là đủ ngày ngâm để về mọi người có thể dùng luôn. Các anh chị cô chú bác nào có nhu cầu thì cứ để lại số điện thoại ở bên dưới video này để trang trại tư vấn được chi tiết hơn cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video. Để ủng hộ trang trại Tín Tài thì mọi người vui lòng hãy ấn like hoặc chia sẻ video để nhiều người biết đến sản phẩm nhung hiêu này của trang trại hơn. Và đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh ở bên dưới góc màn hình bên tay phải để theo dõi những video mới nhất mà thường xuyên trang trại Tín Tài cập nhật. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau.